Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy cho đăng ký để cập nhật những video nhất mình chia sẻ trên kênh. Và mọi người hãy join vào nhóm Telegram để không bỏ lỡ những dự án, những video AirDrop đã phân phối token mình có chia sẻ trên nhóm Telegram nhé. Trong video hôm nay mình xin dẫn mọi người dự án đến từ Z-Token. Tham gia dự án này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên Telegram yêu cầu chat report mọi người nhé. Ok, sau khi vào đây bấm bắt đầu mình. Dưới dự án này mọi người sẽ nhận được là 2.500.000 token Z nhé. Bấm vào continue, sau đấy mọi người nhập mã captcha cho mình nhé. Rồi, tiếp theo ở đây mọi người sẽ join vào kênh group Telegram. Dự án này làm khá đơn giản. Bấm tham gia cho mình, đồng thời chat cho mình một từ. Rồi sau đó quay trở lại. Bấm vào kênh channel Telegram. Tiếp tục bấm tham gia, đồng thời ok, quay trở lại. Bây giờ mọi người sẽ bấm follow kênh Twitter này. Like và retweet là kênh Twitter. Bấm theo dõi này. Rồi sau đó kéo xuống bài đăng. Bài đăng một like này, retweet là kênh Twitter. Ok. Rồi quay trở lại. Ở đây bấm đun cho mình. Rồi, ở đây được bấm đun tiếp tục. Rồi, nhập username tài khoản Twitter của mọi người vào. Ok. Vote token CoinSnipier. À, còn nhiệm vụ này nữa mọi người sẽ mở lên, mọi người vote ở trên CoinSnipier cho mình nhé. Ở đây mọi người sẽ bấm đăng nhập cho mình. Dự án này chưa có contract mọi người nhé. Đây. Bisa contract error, chưa thấy contract. Rồi bấm please login này. Bấm đăng nhập cho mình. Sau đó bấm login. Ok, tiếp theo kéo xuống dưới này. Mọi tích và tôi không phải là người máy này. Rồi bấm vote cho mình. Ok, rồi. Quay trở lại. Mọi người cần phải đăng ký tài khoản trên CoinSnipier mọi người nhé. Ở đây mọi người sẽ bấm don này. Rồi. Địa chỉ email, mọi người sẽ nhập địa chỉ email mọi người đăng ký trên tài khoản CoinSnipier cho mình nhé. Đây là địa chỉ email của mọi người nhé, không phải địa chỉ email giống mình nhé. Đấy. Tiếp theo bấm don. Rồi. Địa chỉ ví ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví BSC hoặc địa chỉ ví ETH ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người. Cũng sao chép địa chỉ ví cho mình, sau đó gửi địa chỉ ví vào đây. Ok, sau khi gửi địa chỉ ví thì mọi người sẽ có một cái link red mọi người chia sẻ bạn bè người thân để kiếm thêm token chẳng hạn. Ở đây mọi người sẽ số dư của mọi người sẽ cập nhật sau 6 giờ nhé. Khi mọi người muốn cập nhật số dư mà bấm vào refresh này. Và đây mọi người sẽ nhận được là 2.500.000 token Z nhé. Cảm ơn mọi người xem video, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.